Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao vào ngày 23 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc nhà chức trách Trung Quốc cho phép lực lượng hải cảnh áp dụng giam giữ lên tới 30 ngày đối với người nước ngoài xâm phạm hoặc có hành vi hỗ trợ xâm phạm vùng biển hoặc lãnh hải mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn khắc Việt cho biết quan điểm của Việt Nam theo đó như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như là chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán với các vùng biển được xác lập và phù hợp với công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS 1982. Ông Việt nhấn mạnh Việt Nam luôn kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại các vùng biển cũng như những lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam phù hợp với công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và luật pháp Việt Nam. Trước đó có tin là lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc cho biết họ có quyền giam giữ bất cứ người nước ngoài nào nghi ngờ vượt qua biên giới Trung Quốc và giam giữ họ trong vòng 30 tới 60 ngày mà không cần xét xử. Theo SCMP, người phát ngôn Hải quân Philippines, Thiếu tướng Roy Chinidad, phát biểu hôm 22 tháng 5 rằng Manila sẽ có phản ứng chống lại động thái của Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực vào ngày 15 tháng 6. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đoàn Khắc Việt cho biết trong cuộc họp báo vào ngày 23 tháng 5 khi được hỏi về thông tin Trung Quốc điều tàu bệnh viện tới Hoàng Sa, Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hoạt động vi phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Truyền thông Trung Quốc ngày 22 tháng 5 đưa tin tàu bệnh viện hữu ái thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam đã tới nhiều thực thể thuộc quần đảo Hoàng Sa để kiểm tra sức khỏe các binh sĩ đồn trú trái phép tại đây. Tàu hữu ái còn tham gia huấn luyện chuyển người bị thương trong tình huống khẩn cấp, sơ cứu tuyến đầu và hỗ trợ tàu thuyền hư hỏng trên biển. Đây là con tàu thuộc lớp Taipei 919 có lượng giãn nước là 4.000-5.000 tấn, chiều dài khoảng 100 mét và có sàn đáp trực thăng. Ông Việt tuyên bố Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển được xác lập phù hợp với công ước quốc tế của Liên hợp quốc về luật biển UNCLOS 1982. Khi được hỏi thông tin Trung Quốc ban hành quy định cho phép lực lượng hải cảnh bắt người nước ngoài bị nghi xâm phạm biên giới trên biển, ông Việt cho biết Việt Nam luôn kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại các vùng biển cũng như lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam phù hợp với UNCLOS 1982 và luật pháp của Việt Nam. Trung Quốc vào ngày 15 tháng 5 ban hành quy định cho phép hải cảnh nước này giam giữ hành chính tới 30 ngày đối với người nước ngoài bị nghi là vượt qua biên giới trên biển. Đối với những vụ việc phức tạp, hai cảnh có thể kéo dài thời gian bắt giam lên 60 ngày. Quy định này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5, áp dụng trên các vùng biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Giới chức Trung Quốc đơn phương vẽ ra đường đứt đoạn, đòi yêu sách chủ quyền phi lý với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp quy định của luật pháp quốc tế và phản ứng của dư luận thế giới. Ngày 20 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên về chính sách một Trung Quốc của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, trên cơ sở kiên định thực hiện chính sách một Trung Quốc, công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, Việt Nam duy trì và phát triển quan hệ dân gian, phi chính phủ với Đài Loan trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục, không phát triển bất cứ quan hệ cấp nhà nước nào với Đài Loan. Đồng thời, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, Việt Nam tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cho rằng duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở eo biển Đài Loan có vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới. Thông điệp được Bộ ngoại giao Việt Nam đưa ra cùng ngày, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức chính thức nhậm chức. Ông Lại Thanh Đức từng là cấp phó của bà Thái Anh Văn. Ông là cựu lãnh đạo cơ quan hành pháp hòn đảo và có thời gian làm việc trong lập pháp viện. Trong tuyên bố thắng cử hồi tháng 1, ông Lại tái khẳng định quyết tâm bảo vệ hòn đảo khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Ngày 20 tháng 5, văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã lên án bài phát biểu nhậm chức của tân lãnh đạo Đài Loan. Cùng ngày, Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích ông Lại. Cáo buộc ông có chủ trương tách Đài Loan khỏi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời cảnh báo ông sẽ mang đến chiến tranh và suy tàn cho hòn đảo này. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình. Ngày 20 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên Đề nghị cho biết về chính sách một Trung Quốc của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Trên cơ sở kiên định thực hiện chính sách một Trung Quốc, công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, Việt Nam duy trì và phát triển quan hệ dân gian phi chính phủ với Đài Loan trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục, không phát triển bất cứ quan hệ cấp nhà nước nào với Đài Loan. Việt Nam tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cho rằng duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở eo biển Đài Loan có vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới. Thông điệp được Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra cùng ngày lãnh đạo Đài Loan Lại Thành Đức chính thức nhậm chức. Ông Lại là người thuộc Đảng Dân Chủ Tiến Bộ Đài Loan, cùng Đảng với bà Thái Anh Văn. Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã căng thẳng sau khi Đảng này lên nắm quyền. Ngày 20 tháng 5, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã lên án bài phát biểu nhậm chức của tân lãnh đạo Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày cũng chỉ trích ông Lại cáo buộc ông chủ trương tách Đài Loan khỏi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời cảnh báo ông sẽ mang đến chiến tranh và suy tàn cho hòn đảo này. Ông Lại năm nay 65 tuổi, từng là phó lãnh đạo Đài Loan trong 4 năm và người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 1 năm 2019. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này và phản đối bất kỳ quan hệ chính thức nào với chính quyền trên đảo. Thời gian gần đây, một số nước đã từ bỏ quan hệ với Đài Loan và chuyển sang Trung Quốc đại lục. Ngày 22 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bình luận về vụ Philippines thay tư lệnh liên quan cái gọi là thỏa thuận về mô hình mới giữa Manila và Bắc Kinh ở bãi cỏ mây, theo cổng thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Uông nói việc Philippines thay thế quan chức liên quan là bằng chứng chính xác cho thấy Trung Quốc và Philippines đã đạt được thỏa thuận về việc quản lý tình hình tại bãi cỏ mây. Theo ông Uông, thỏa thuận này có mốc thời gian xác lập rõ ràng và có bằng chứng cụ thể chứng minh là nó tồn tại, song không nói rõ bằng chứng là gì. Đầu tháng này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila công bố một bản ghi âm của gọi điện được cho là giữa Phó Đô đốc Alberto Carlos, khi đó là chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Tây của Philippines với một nhà ngoại giao Trung Quốc, tờ South China Morning Post đưa tin. Trong đoạn ghi âm, ông Carlos được cho là đã đồng ý với thỏa thuận của nhà ngoại giao này của Trung Quốc liên quan nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội Philippines đóng tại chiến hàm cũ BDP Sierra Madre ở bãi cỏ mây. Theo bản ghi âm, được phía Trung Quốc hỏi liệu cấp trên của ông Carlos có chấp nhận thỏa thuận mô hình mới hay không, ông Carlos đã xác nhận có. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hoạt động theo mô hình 1 cộng 1, tức là Philippines sẽ chỉ triển khai một tàu cảnh sát biển và một tàu tiếp tế cho chiến hạm này, và Trung Quốc cũng chỉ triển khai một tàu cảnh sát biển và một tàu đánh cá tại khu vực. Phía Philippines phủ nhận không có cái gọi là thỏa thuận mô hình mới giữa hai bên ở bãi cỏ mây này. Trước tình hình trên, vào ngày 18 tháng 5, quân đội Philippines thông báo bổ nhiệm chỉ huy mới cho Bộ Tư lệnh phía Tây. Theo đó, chuẩn đô đốc Alfonso Torres GNA sẽ thay thế ông Carlos giữ vị trí này. Ngày 21 tháng 5, Phó Đô đốc Alberto Carlos, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Tây Philippines, đã điều trần trước Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Philippines về cái gọi là thỏa thuận về mô hình mới giữa Manila và Bắc Kinh ở bãi cỏ mây, theo tờ South China Morning Post. Đầu tháng này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila công bố một bản ghi âm của gọi điện được cho là giữa ông Carlos, khi đó là chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Tây của Philippines với một nhà ngoại giao Trung Quốc. Trong đó, ông Carlos xác nhận các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao của Philippines đã đồng ý với mô hình mới trong việc giải quyết căng thẳng hai nước liên quan đến nhiệm vụ tiếp tế cho chiến hạm cũ BRP Sierra Madre đóng ở bãi có mây từ năm 1999 và hiện hoạt động như một tiền đồn của Philippines. Điểm mấu chốt của thỏa thuận là hai bên sẽ hoạt động theo mô hình 1 cộng 1, nghĩa là Philippines sẽ chỉ triển khai một tàu cảnh sát biển và một tàu tiếp tế cho tiền đồn này ở bãi Có Mây và Trung Quốc cũng chỉ triển khai một tàu cảnh sát biển và một tàu đánh cá. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, cố vấn an ninh quốc gia Eduardo Ano và bộ trưởng quốc phòng Genberto Teodoro đều phủ nhận không có cái gọi là thỏa thuận giữa Philippines, Trung Quốc ở bãi Cỏ Mây này. Trong cuộc điều trần vào ngày 21 tháng 5, ông Carlos thừa nhận đã nói chuyện với một tùy viên quân sự Trung Quốc về tình hình căng thẳng giữa hai nước liên quan đến các nhiệm vụ tiếp tế của Philippines cho chiến hạm cũ BRP Sierra Madre ở bãi cỏ mây. Theo lời ông Carlos, vào đầu tháng 1, ông nhận được một cuộc điện thoại từ tùy viên quân sự Trung Quốc và gọi là Đại tá Ly, chứ không nhớ tên đầy đủ. Ông Carlos nói rằng ông đã gặp tùy viên này ở một dịp trong các sự kiện ngoại giao và các hoạt động khác trong vài năm qua. Ông Carlos cho biết tên và số điện thoại của ông Lee đã lược lưu trong điện thoại của ông và ông trả lời cuộc gọi vì nghĩ rằng đó là lời chào xã giao của ông Lee nhân dịp năm mới. Trong cuộc gọi kéo dài từ 3 đến 5 phút này, ông Carlos cho biết hai người đã thảo luận về việc tìm cách xuống thang hay giảm căng thẳng ở biển Tây Philippines, Biển Đông, trong khu vực mà ông Carlos quản lý tuy nhiên ông carlos khẳng định rằng bản ghi âm cuộc trò chuyện này do đại sứ quán trung quốc tại manila cung cấp cho báo đài không phản ánh chính xác cuộc trò chuyện ngắn này ông carlos khẳng định tôi không tham gia bất kỳ thỏa thuận bí mật nào có thể làm tổn hại đến lợi ích đất nước chúng ta tôi không làm tổn hại sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước tôi không từ bỏ các quyền và quyền chủ quyền của đất nước khi được hỏi hai người có thảo luận về thống nhất mô hình mới hay không, ông Carlos nhấn mạnh là không thảo luận về mô hình mới và không thảo luận về thuật ngữ hiểu biết chung. Ông Carlos đang muốn nhắc đến phát biểu của người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bần trong cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 4 rằng Trung Quốc và Philippines đã đạt được hiểu biết chung về việc xử lý đúng đắn tình hình ở bãi Cỏ Mây. Ông Uông nói rằng Trung Quốc đã đạt được hiểu biết chung với tất cả chính quyền trước thời tổng thống Rodrigo Duterte và chính quyền hiện tại của Philippines. Khi được hỏi liệu ông có cho phép tùy viên Lee ghi âm cuộc trò chuyện hay không, ông Carlos khẳng định chưa đồng ý cho ai ghi âm và cũng chưa nhận được đề nghị cho phép ghi âm. Ông Carlos nói thêm rằng ông chưa từng nghĩ rằng cuộc trò chuyện này được ghi âm lại. Trước đó Manila đã cảnh báo rằng các nhân viên đại sứ quán Trung Quốc có thể bị trục xuất khỏi Philippines nếu bị phát hiện vi phạm luật chống nghe lén của Philippines khi ghi âm cuộc gọi mà không có sự đồng ý. Trước đó, hôm 18 tháng 5, ông Carlos bị miễn nhiệm chức chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Tây và thay cho vị trí của ông là chuẩn đô đốc Alfonso Torres GNA. Ông Carlos là quan chức quân sự cấp cao nhất của Philippines đã từng tham gia chương trình trao đổi quân sự giữa Bắc Kinh và Manila. Năm 2008, ông tham gia khóa học tham mưu tại trường Đại học Chỉ huy Quân đội Giải phóng Nhân dân, hay còn gọi là Hải quân ở Nam Kinh.